Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi quay thử tham khảo kết quả xổ số miền Nam hôm nay, thứ hai ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Mạnh Vlog 1. Hôm nay mình quay gồm có 3 đài: đài thành phố Hồ Chí Minh, đài Đồng Tháp và đài Cà Mau. Chúc các bạn may mắn và hãy nhấn cái chuông đăng ký ủng hộ Mạnh Vlog 1, một đăng ký một like nha các bạn.